Em xin chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay em lại tiếp tục đi câu lươn mọi người. Thì ngày mới cho em gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể gia đình mình có thật nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhé. Thì hôm nay em đi câu lươn một mình mọi người. Còn đây là cái lưỡi của em đây. Đây mọi người. Đây cái lưỡi của em. Đấy, uốn cực kỳ đơn giản luôn mọi người. Uốn thì nó chỉ rơi vào tầm cá mài như mài tay của em ấy thì mất tầm chưa đầy gọi là 3 phút, 3 đến 4 phút là được một cái lưỡi. Quan trọng là mình phải tìm được cái thép nào so nó cứng rồi mọi người. Còn uốn thì nó rất là đơn giản. Thì cái đồ nghề của em thì nó vẫn gồm một cái que để tìm mỗi lươn nhé. Thì bây giờ em bắt đầu đi câu nhé. Thì mọi người cùng theo dõi em đi câu nhé. Nếu mọi người thấy video của em hay thì hãy cho em xin một like, một lượt chia sẻ và đăng ký video giúp em nhé. Dưới đây em còn tìm thêm một mỗi lươn. Mọi người. Ôi, không biết. Ô, cắn ngay mọi người. Cũng rộng mọi người. Em tìm gỗ là rõ là to mà nên không được to lắm vậy. Dưới này em lại tìm thấy một hang lươn này mọi người ơi. Giờ em bắt đầu câu nha mọi người nhé. Ui. Ui.
không được nữa thôi mọi người. Ôi dồi ôi. Mọi người ơi, nóng lắm rồi, như được con to luôn. Ôi dồi, run cả hết cả tay mọi người. Địch mọi người kinh chưa. Khá là hơi kinh, vất vả con này. Khá là to, em nồi nó cứ run run cả tay, cứ tưởng là không được nó. Được qua nạn rồi. Video của em kết thúc tại đây nhé. Nếu mà người thấy video của em hay hãy cho em xin một like, một lượt chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho em nhé. Xin chào tất cả mọi người.